hôi nhảy nhà gì vậy? Về nhà thôi. Bây giờ à? Đành đi công viên tuần tới nha con. Chị ơi, sao gia đình em lại có mùi mồ hôi khó chịu? Bởi vì xà bông thường không diệt vi khuẩn gây mùi mồ hôi. Em dùng xịt ga đi. Xịt ga có công dụng gấp đôi, diệt hơn 90% vi khuẩn, sau đó bảo vệ da lâu dài. Cháu bà thơm quá. Má. Xịt ga đó má. Phải mua cho ông dùng thôi.